vì em là thích ảnh, vì em thích ảnh nên thành ra là em chủ động rủ ảnh đi chơi, đi ăn đồ. Em là người rủ nhưng mà lúc nào em cũng trong tư thế em là một cái gì đó nó không có nghĩa là không phải mình là người chủ động hay không. Vậy sau khúc mà anh tỏ tình với em với thằng cái kia lần đầu tiên á, em không chịu vậy? Em phải giữ thể diện. Là ảnh ngủ á là anh phải ngủ đi, ông ngủ liền, có nghĩa là trễ một chút xíu á là anh ở quạo, hoặc là ảnh nhiều lúc em tức á, nhiều lúc cái mà buồn ngủ không em tức á, em hỏi chị 1-2 giờ khuya giờ đó mà ngủ cái gì, 1-2 giờ khuya giờ đó mà ngủ cái gì, mà ảnh vẫn buồn ngủ, anh vẫn ngủ á, 1-2 giờ khuya mà không ngủ thì em, nhưng mà mặc định em không cho ngủ, giờ đó em không cho ngủ em bắt đó. Em ơi, cái đấy là tật xấu của em, một hai giờ khuya không ngủ làm cái gì mẹ, em là 1-2 giờ khuya không ngủ làm cái gì mẹ, em làm cái gì rồi trời ơi trời. Lộ Lộ và Minh Tuấn, chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Love Wins, vì yêu mà cưới. Lộ xin cảm ơn một lần nữa đến nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn được nữa, chúng ta sẽ gặp gỡ với hai khách mời ngày hôm nay rất là dễ thương. Chào hai bạn. Dạ em chào chị, chào anh. Em tên là Đoàn Minh Trí, em năm nay 25 tuổi. Nghề nghiệp trước đó của em là em làm sale membership cho phòng tập gym. Sau khi mùa dịch đó thì nó cũng bấp bênh, nên thành ra hiện tại bây giờ á là em đang kinh doanh là một ông chủ nho nhỏ của một cái quán gym sum lề đường ở quận 4. Em tên là Ba Đạt, hiện giờ em kinh doanh là Siba For Men. Là chỉ có anh thôi, còn lộ tới là không được. Hỏi gì cậu nói cái cớ gì anh. Dạ. Rồi cho hỏi hai bạn là quen nhau được bao lâu rồi nè? Dạ em với anh Đạt quen nhau được 1 năm mấy. Hai bạn em đã về ở cùng với nhau chưa? 6 tháng. Dạ. Ứng dụng Net Love chính thức được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy cùng đón xem các chương trình nào, bước ra ánh sáng, Love Wins, vì yêu mà cưới, cũng như chương trình Love Life sẽ được phát sóng trên ứng dụng Net Love, kết nối tình yêu. Cho chị hỏi là cơ duyên nào mà hai người quen biết được với nhau vậy? Dạ nếu mà nói cơ duyên á, để em gặp anh Đạt á là ở một trường hợp rất là đặc biệt. Bữa đó là ở chùa có cái lễ, có cái lễ quy Tam Bảo, thì em đến chùa để làm công quả, thì em phụ gì đó cái tới cái lễ quy y xong rồi, cái em thấy thường á quy y là người ta sẽ không có cạo đầu, nhưng mà anh Đạt tự nhiên anh cạo đầu. Thế em bất ngờ mà em hỏi chị á là mùng 8 tháng chạp rồi, có nghĩa là mùng 8 tháng chạp nghe còn vài bữa đừng tết đúng rồi. Em nói cho bụng xong này, ổng gan quá mà ổng cạo đầu. Em mới thấy anh cạo đầu, em mới thấy là em hỏi là ủa anh sao tự nhiên anh cạo đầu vậy, thường thường người ta quy y Tam Bảo người ta đâu có cạo đầu đâu. Cái ẩm mới nói với em á là anh phát nguyện á là khi mà anh quy y Tam Bảo á là anh sẽ gửi một cái gì đó ở lại cho chùa. Dạ là anh gửi nguyên một cái mái tóc anh lại cho chùa luôn, mà gần tết luôn nữa, cho nên gần thắc mắc không. Nhưng mà thật sự là em có một cái phát tâm trước, đúng không, cái là mình sẽ gửi lại cái gì cho chùa để giống như là mình giữ giới cho nó tốt hơn. Ok. Giữ giới xong thì mới quen bằng này. Đúng rồi. Khi cái ngày đầu tiên mà chị đến gặp Đạt á thì cái ấn tượng đầu tiên của em là gì? Dạ ấn tượng đầu tiên của em là tại vì anh đẹp trai, Rồi bắt đầu cái em mới thấy vậy, mới xin Zalo của ảnh, bắt đầu cái về anh em mới nói chuyện. Chứ thật sự á là ảnh cũng thích Phật pháp, em cũng thì biết Phật pháp nhiều hơn ảnh chút xíu, nên thành ra là ảnh hay trao đổi á, ảnh hay hỏi em trong vòng tháng đó, có nghĩa là anh em bình thường thôi, nhưng mà vì em là thích ảnh, vì em thích ảnh nên thành ra là em chủ động rủ ảnh đi chơi, đi ăn đồ. Em là người rủ nhưng mà lúc nào em cũng trong tư thế em là một cái gì đó nó không có nghĩa là không phải mình là người chủ động, phải không, tại vì mình ngại, mình cũng ngại về phần đó, nhưng mà có nghĩa là luôn luôn ngại. Không lẽ giờ cứ mỗi lần em thích anh quá thì cũng ngại quá, nhưng mà hỏi là cứ anh ăn cái gì không, anh đang làm cái gì vậy, có rảnh không, cứ vậy đó. Nhưng mà ảnh cũng là cái người trả lời tin nhắn của em liền luôn, chắc cũng canh tin nhắn của em hay sao, nên ra ở không mà trả lời liền. Vậy sau khúc mà anh tỏ tình với em với thằng cái kia lần đầu tiên á, em không chịu vậy? Em phải giữ thể diện. Trời ơi, cũng giữ giá rồi lắm rồi. Rất là mệt luôn á. Rắc rối lắm luôn á. Em á mà không có làm kinh doanh chắc em đi vẽ bản đồ quá à chứ. Nói chuyện thẳng không được thì sao, người ta đã nói thẳng là người ta thích mình rồi. Lạng qua lại chứ vậy. Mà là mình cũng thích người ta. Mà mình cũng thích người ta nữa. Dạ. Mà là người là chủ động không đó. Tới khúc mà mình chủ động mình hỏi là muốn tiến tới không thì lại từ chối. Từ chối nhưng mà qua ngày mai lúc nào cũng là chủ động tới mình nữa. Ủa? Chị kỳ vậy? Em biết rồi không? Chuyển nghề mới rồi, biết họa sĩ. Họa sĩ, vẽ tranh nữa không? Dạ.
Rồi cái câu chuyện mà khi mà em biết được cái đó rồi, em biết được cái chiêu của bạn rồi thì em phản ứng sao? Em thấy cũng bình thường. Cái tự bạn chủ động lợi ngược lợi thôi. Quăng một cục lơ liền. Tự động là bắt đầu là phải quay tất cả mũi tên về phía em, phải không? Trời ơi ghê quá, cái này mới cao thủ nè. Bên kia là chỉ là gọi là quân sư thôi. Bên em mới là người cầm quân nè, dễ sợ quá. Bọn em có nhớ ngày đầu tiên hẹn hò? Bữa giao thừa đó, bữa giao thừa có nghĩa là bữa đó năm qua năm mới vào mùng 1 Tết. Em ăn mặc rất là đẹp luôn, nói chung là chuẩn bị xong hết trơn rồi. Cái em vừa chạy tới nhà anh, cái anh kêu em là khoan đừng có vô nhà, tại vì ảnh kỹ lắm. Ảnh nói với em á là qua năm mới có mùng 1 Tết là đừng vô nhà anh. Thôi em biết em tuổi gì, thôi em đứng ở ngoài đi, có gì anh quăng đồ, có gì anh quăng đồ ra cho em. Cái em mới nói ủa sao kỳ vậy, quăng đồ là quăng cái gì? Hình như là bao lì xì hay sao bao lì xì bao lì xì ra. Cái em mới nói là ủa mùng 1 rồi sao anh quăng? Cái nó thôi để anh gỡ ra trước đi, rồi chút xíu anh đi ra sau đó. Vậy đó là kỷ niệm của em. Mùng 1 của ổng giống như là gần tháng 7 vậy đó. Thôi, yeah. Trời ơi, vậy luôn á hả? Mà đấy là cái buổi hẹn hò đầu tiên. Dạ đúng rồi, bữa là bữa đó bữa giao thừa là qua mùng 1 Tết của mình đó. Dạ tại vì em gặp ảnh là buổi đó là lần đầu tiên em ảnh hẹn nhau với tư cách là hai đứa đi chơi với nhau. Nhưng mà mỗi lần đi á là lúc đó ảnh cũng đội cái nón, tại vì đầu của ảnh không có tóc, ảnh đội cái nón. Cái ảnh hỏi em á là đi với anh vậy thì em có thấy ngại không? Em có thấy là em bị thua thiệt hơn những người khác không? Cái em mới trả lời là không, tại vì em thấy đó là chuyện bình thường, tại vì không có ai làm được như anh hết á. Là đi chơi với nhau thôi. Còn khi mà chính thức yêu nhau luôn là khi nào? Là ngày đầu tiên đi coi kịch. Đi coi kịch. Hút đó là mới tỏ tình thêm một lần nữa. Trong lúc xem kịch mình tỏ tình. Đúng rồi. Hút mà vừa xuống đèn mình xoay qua mình hôn liền. Xoay qua hôn, hỏi thêm vài câu là đồng ý không? Cái cuối cùng là khúc đó nó cũng hòa trong cái vui vẻ trong kịch á. Hẹn gì bạn đồng ý luôn. Em không biết em yêu anh từ lúc nào nữa. Thật sự luôn, nếu mà nói là thật sự ai cũng sẽ có một cái ngày kỷ niệm, ai cũng có một cái ngày kỷ niệm yêu nhau. Nhưng mà em thương anh từ lúc nào em không biết. Tại vì trước đó em cũng tự xây cho mình một cái màn bảo vệ. Có nghĩa là trước đó em cũng gặp nhiều trắc trở trong tình yêu, nên thành ra là em rất là ngại để bước thêm một cái cánh cửa mới nữa. Nên từ cái chỗ đó mà có nghĩa là em trong tâm trí của em á, lúc nào cũng nghĩ anh là một người không tốt, anh là một người vậy đó, em đánh lừa cảm xúc của mình. Mặc dù mình đã gặp trong chùa vẫn là người không tốt. Người ta gửi luôn một mái tóc ở trong chùa luôn. Đúng rồi, nhưng em vẫn... Sao mà đang nghi dữ gì? Nhưng mà em không biết tại sao nữa chị. Nhưng mà từ cái lúc nào mà ảnh là cái người phá tan tất cả cảm xúc đó, cho đến khi tận mà hai đứa về ở chung nhà, anh mới nói là anh lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ phá tan cái cảm xúc đó của em, mà tại vì em không biết. Thật sự đúng thì anh làm cho mình, có nghĩa là thương anh từ lúc nào cũng không hay luôn. Thành ra em có hỏi ngược lại với ảnh là sau này mình kỷ niệm á, mình sẽ lấy cái ngày nào? Anh nói là thôi lấy cái ngày mà anh xuống tóc á là ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau. Trời thật ơi. Bao lâu thì mình bỏ qua chuyện trẻ con là mình nắm tay mình hôn hít đó, mình bắt đầu mình tới chuyện người lớn đó, thì bao lâu? Chuyện người lớn hả? Chắc cũng nhanh đúng không? Ôi nó nhanh quá, em cũng ngại, cũng kỳ. Không, thực tế là nó nhanh mà. Chứ em nói có giãn ra thì nó cũng nhanh mà. Dạ. Cái bữa đó là bước vô nhà ảnh, thật sự luôn. Lúc mà quen nhau á thì em thường hay nấu đồ ăn á, em hay đem qua nhà ảnh. Nhưng mà dạng như là em không có vô nhà, em chỉ đưa cho ảnh là em đi về công việc của em nữa. Nên ra là em cũng chưa có vào tham quan nhà cửa của ảnh á. Nên cái bữa đó là tối em với anh đi chơi xong rồi bắt đầu cái tự nhiên cái trời cũng tối, cũng khuya rồi. Mà ảnh thì sợ em đi về khuya có việc á, có chuyện, thành ra là ảnh không phải sợ mà khúc nó gài luôn. Khúc nó gài vô luôn. Em có muốn tham quan nhà anh không, anh bán vé. Ảnh mới nói cho em mới nói là thôi em chưa có biết nhà anh, thôi kệ về nhà anh chơi. Cái thật sự em cũng không biết rằng trong đầu anh đã sắp đặt hết tất cả điều đó. Em không có biết, em cũng duyên tình cờ thôi. Tại vì em thấy trước đó là hai đứa hẹn nhau đi chơi bình thường thôi. Rồi bắt đầu cái khi ảnh hẹn em bắt đầu về nhà, bắt đầu cái em thấy nhà cửa cũng sạch sẽ, chắc em nghĩ là ảnh là người sạch sẽ. Cái bắt đầu cái ảnh dẫn đi tham quan cái xong rồi cái ảnh mới vô phòng ảnh, nó nói anh cho em coi cái này nè. Em phải nói liền là anh cho em coi cái này nè, đẹp lắm, cho em ngắt ra người ta hiểu lầm hiểu em không? Ngắt ra cái anh thôi, anh lạnh người cho em ơi. Xong rồi cái ảnh mở cửa phòng, trời ơi em không nghĩ là ảnh có thể thiết kế ảnh đề co rất là đẹp luôn á chị. Mà không biết là ảnh làm từ lúc nào nữa. Ảnh gắn đèn mấy như là lồng cầu nhỏ nhỏ vậy nè, ảnh gắn xung quanh đó. Trên cái bàn á thì ảnh đốt nến rất là đẹp luôn. Cái em nói ủa nay có dịp gì với anh, thì ảnh cười ảnh không trả lời. Cái nói anh làm từ lúc nào vậy? Anh làm từ lúc mà trước khi hẹn đi chơi là sáng anh đã làm hết trơn rồi. Cái nói ủa anh làm để chi vậy? Trả lời sao?
Rồi làm để đồng phòng. Làm để đồng phòng. Anh trả lời phải cắt cớ hơn chút xíu nữa. Biết em sẽ tham quan, bán vé là phải cho được. Đó là phải có chất lượng đúng không? Là phải đi co rồi đó cho em coi tham quan vậy thôi rồi gì à. Chỉ cho nó tức. Hỏi rồi bị đặt hỏi rồi nữa. Nghe anh nghe mà anh tức quá. Tức thiệt sự. Rồi chuyện gì tới nó cũng sẽ tới đúng không? Dạ. Rồi mình biết mình bị gài vậy rồi đó. Thế là mình vô thế là mình chủ động ngược lại, mình tấn công ngược lại hay là để cho anh ta tấn công mình luôn? Quần lắm. Quần lắm, thấy vậy chứ quần ngược là bắt đầu là chơi ngược đuổi đúng không? Anh bên này, em bên này đúng không? em còn nói được sao, kêu ảnh mua cái tay thỏ cho em á. Em đeo vô cái tay thỏ nữa rồi để chạy một vòng cho nó vui. Trời vậy đó hả? Có thú vui đồ ngộ quá ha. Em thích gì á, tại vì em khoái mà dạng như là, tại vì thật sự luôn em cũng coi ở trên mạng thấy mấy cái clip đồ đeo tay thỏ rất là dễ thương. Cái em mới nói với ảnh là để thôi em mua cái đeo cái tay thỏ em chạy một vòng dễ thương. Ảnh nói là em mà đem cho thôi anh đi ngủ á, anh không làm gì hết á. Chị cũng lóc mấy đứa, lóc Facebook mấy đứa đeo tay thỏ chụp ba ta. Anh chỉ là cái người không thích tự nhiên mà thích làm tự sắp đặt đóng kịch. Đúng rồi, em không biết tại sao em thích đóng kịch lắm. Như hả? Dạ. Ôi chết rồi. Rồi Đạt có chiều cho cái sở thích đấy của chị bao giờ chưa? Không. Giống như mỗi lần mà Chí nhõng nhẽo là Chí bắt đầu lộ lên. Mà giả bộ lộ giống người ta là hay nhất là dễ thương. Lộ giống vậy là dễ thương. Còn Chí nó lộ rất là ghê. Chí nó cỡ chặn ra người nó rất là đô. Mà nó quấn cái mền bắt đầu là thôi. Em phải làm công chúa. Em nói với ảnh đó là em phải làm công chúa. Cái ảnh mới nói là thôi là công chúa thì nhà này mình em ở đi, anh không ở nữa. Ảnh nói không có đứa công chúa nào mà như em mà nó đô mà nó quấn vậy, anh sợ. Dạ. Thật sự cái gu của ảnh đó là nhỏ con, là mặt dễ thương, baby. Nhưng mà không biết sao em dính được, em cũng biết luôn. Tại vì Đạt cũng có trải qua mấy mối tình á, Chí không có tin vô. Nhưng mà Chí là một người khác biệt. Tại vì trong cái giới này theo Đạt nghĩ là nó không có sự ràng buộc. Đúng. Thứ nhất, trong cái giới thứ ba này nó thích cái đẹp lắm. Nó dễ đồng lòng. Nó dễ đồng lòng mà giữ lòng nó rất là khó. Tại vì mình cũng đã trải qua mối tình 6 năm. Trước Chí là đã có quen một người tới 6 năm em rồi. Em cũng biết anh đó luôn. Vì cái biến cố mới anh là chia tay. Sau này là đến với Chí là cũng chia tìm hiểu lâu. Kỹ. Một năm mấy. Một năm mấy, hai năm. Thật ra thì anh vẫn không hiểu, có thể là anh cũng là người trong giới đúng không? Anh vẫn không hiểu là vì sao có nhiều người có suy nghĩ giống như Đạt là trong giới mình yêu không có gì để ràng buộc và mọi người thường hơi kiểu háo sắc á. Anh nghĩ là cái việc đam mê cái đẹp giới nào cũng vậy mà. Đúng. Nhưng mà em thấy cái giới cộng đồng của mình nó dễ động lòng hơn là giữ lòng. Cái giới của mình thích cái đẹp hơn. Em thấy đa số là ai cũng thích cái đẹp. Từ cái mặt đẹp, từ cái make up, từ cái này cái kia. Ai cũng thích tự bóng bẩy cho chính bản thân mình luôn. Có thể cái điều đó nó chỉ đúng nhưng mà một phần thôi. Nếu mình nói vậy thì sẽ rất là tội nghiệp cho các bạn trong cộng đồng mà không có được bề ngoài bóng bẩy. Không có được cái sự may mắn như những bạn khác. Dạ, đẹp rồi. Trai, cao to, sáu múi này kia thì họ sẽ như thế nào. Cho nên nó, đối với chị ấy, nó chỉ sẽ có góc nhìn công bằng hơn. Nó thuộc về cái gu nè. Đúng. Cái gu nữa. Có rất nhiều bạn rất là đẹp trai, có thể là người mẫu luôn, nhưng mà thích cái gu lại khác những người khác rất là nhiều. Cái điều đó là chính bản thân Lộc cũng đã từng thấy, chứ không phải là mình nói đó là cái một cái thiểu số thôi. Chứ còn về cái chung á, nếu mà mình nhận định một cái góc nhìn là giới mình chỉ thích những cái đẹp thôi, hoặc là đa phần thích, sẽ rất là tội nghiệp những bạn còn lại, và cũng không phải là cái số đông nữa. Rồi bây giờ khi nào thì sau bao nhiêu lâu thì hai bạn dọn về ở cùng với nhau? Bắt đầu 4 tháng là đã qua nhà ngủ rồi. Bắt đầu tới 6 tháng là bắt đầu ở thường xuyên. Nhưng mà Đạt là ở với gia đình đúng không? Đạt ở một mình. Đạt ở một mình hả? Dạ, Đạt có nhà. Có nhà riêng ở đây. Dạ. Em thì ở chung với ba mẹ. Nhưng mà bây giờ dọn qua ở đây luôn. Thí dụ như một ngày có 7 tuần á. Ngày có 7 tuần. Ngày có 7 tuần thì một tuần có 7 ngày. Một tuần có 7 ngày. Dạ, một tuần có 7 ngày thì em qua đây ở khoảng chừng 5-6 ngày. Nhà cũng có hiếu quá ha. Kể ra tưởng 50-50 không bao lộ. Đạt ơi, bây giờ vậy nè, cho mình hỏi cái là tại vì bạn đã trải qua mối tình 6 năm rồi chứ hả? Thì vấn đề bà cơm hao với gia đình của Đạt thì như thế nào? Được cái gia đình biết từ nhỏ. Mẹ rất là thương. Mẹ là người tạo cho mình cái điều kiện để cho vô cái giớ này luôn. Cho nó thà là vẽ cái vòng đi rồi chạy trong đó đi ha. Chứ đừng có để chạy vòng vòng đó, đúng á. Mẹ biết từ hồi mình 6-7 tuổi rồi. Giờ tự mẹ cạo lông mặt, tự mẹ xức kem cho, tự mẹ bấm đồ bấm ta cho luôn. Dễ hả? Gia đình rất là dễ. Nhưng mà Đạt có anh em hay chị em gì không? Một chị gái, một em gái. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là phụ huynh, bản thân là phụ huynh sẽ hiểu chứ. Nhưng mà vẽ đường trước như vậy là có điều rất là đúng. Tại còn đỡ hơn là chạy vòng vòng. Nó là vậy. Nhưng mà vấn đề là không phải phụ huynh nào cũng suy nghĩ được điều đó. Đó, quan trọng là điều đó. Và Đạt là con trai một ở trong nhà nữa. Đúng rồi. Nên nó lại càng khó khăn nữa. Đúng rồi.
Khi mà Trí dọn qua nhà Đạt thì có gặp mẹ Đạt lần nào chưa? Dạ có, em trước đó là em cũng đã có gặp mẹ rồi. Mẹ rất là dễ thương, lúc nào cũng yêu bằng con gái đó, rất là dễ thương. Cái mỗi lần em qua là nói chung á là mẹ rất là thương, ăn uống đồ tất cả mọi thứ rồi em cũng có xuống em phụ em rửa, em cũng có rửa chén em có phụ, nhưng mà mẹ anh Đạt không có cho. Mẹ anh Đạt nói gái thôi khỏi làm gì hết đó. Em không nghĩ rằng mẹ ảnh lại thương, ảnh lại thương em vậy luôn á. Tại vì mẹ anh có nói như thế này nè, con rể hay con dâu gì cũng vậy đó, thì mẹ anh cũng thương điều, cũng chăm sóc, cũng như trang gì hết đó. Rồi đối với Trí thì cái việc cơm ao của em với gia đình như thế nào? Thật sự á là ở thời điểm này thì ba mẹ em chưa có hiểu cho em. Tại vì trước đó của em á là người yêu đầu á, trước đó có một cái quá khứ không có đẹp, nó không có tốt, nên thành ra nó ảnh hưởng đến em và ảnh hưởng đến gia đình của em luôn. Và mẹ em rất là buồn, ba em cũng rất là buồn, nên thành ra ba mẹ em có một cái ác cảm, có một cái ác cảm rằng tất cả mọi người giống vậy á đều là xấu, không có tốt. Thì cái người yêu cũ của em đã làm điều gì với em và gia đình em mà để cho cái ấn tượng rất là xấu đến với phụ huynh không? Nếu tiện em có thể chia sẻ cho mọi người. Dạ thì mối tình trước của em á là nó 3 năm, từ còn thời sinh viên là anh chị. Từ thời sinh viên, từ thời em còn đi học, em mới gặp người đó thì nói chung rằng tình yêu lúc nào nó cũng vậy. Năm thứ nhất, năm thứ hai nó đẹp, nó như một bức tranh vậy đó. Nhưng qua năm thứ ba bắt đầu sóng gió nó sẽ nổi dậy. Nhưng mà nếu mình có biết vượt qua được cái sóng gió đó hay không thì mình mới tiếp tục ở với nhau được nữa. Em với người đó thì cũng giống như nó có biến cố là tiền về tiền bạc, về nợ nần. Đó nó thành ra từ cái chỗ làm đó làm ăn chung rồi đó phải không? Dạ dạ. Thì bắt đầu em đi vay. Tại vì trước đó em chưa có vốn. Em sau khi em học xong là sinh viên á, em chưa có vốn. Em mới đi vay thì thật sự vay giùm người đó. Nhưng mà tới khi mà đổ vỡ ra thì người đó thì đứng ở tên trong tất cả các giấy tờ là em. Nên thành ra em phải trả nợ. Và chị có biết không, tiền em nhớ hoài cái ngày đóng tiền lời. Cái ngày đóng tiền lời em không có tiền, mà em phải đi chạy rất là nhiều chớp. Ngày xưa nó có những cái gọi là promotion boy á chị, boy đồ á. Đó em đăng ký một cái chớp này, em làm cái chớp khác. Và em nhớ có lần á, có một cái đợt đó phải đi làm tuốt ngoài bệnh viện xuyên á, ngoài Hóc Môn. Em chạy từ 5 giờ sáng cho kịp tới đó là 6 giờ để kịp check in, để cùng với các bạn á tiếp thị bán. Em làm bao nhiêu được dành dụm hết nhưng cũng không đủ luôn. Tại vì em muốn trả hết một lần luôn, chứ em không muốn trả đóng tiền lời nữa. Em trả cả lốt vốn lẫn lời luôn. Sau rồi bắt đầu tới cái ngày đó là em nhớ là em làm ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành, là em làm cho nhãn hàng Diana. Xong rồi em làm bắt đầu cái người ta gọi điện thoại, người ta nói em ơi nay là mấy tay rồi mà em chưa có chịu đóng nữa, anh chị xuống nhà của em luôn nha, anh có giữ chứng minh nhân dân của em. Em sợ quá em không biết làm gì, tại vì lúc đó em còn nhỏ, em cũng chưa có nhận thức được là bây giờ mình phải làm thế nào bây giờ, tại vì người ta nói vậy. Em với lại em giấu gia đình của em nữa, thật sự em quen mối tình trước em cũng giấu gia đình của em, ba mẹ em cũng không có biết luôn. Tại vì ba mẹ em cứ nghĩ là cho em đi ăn học, tại vì lúc đó em ở xa. Ngày trước á là trường của em á, cơ sở nó nằm ở ngoài Túc, quận 12 lận, mẹ em ở quận 7 lận, nên thành ra em ở trọ ở ngoài đó. Khi em gọi điện thoại về em mới khóc, mẹ em cũng khóc và mẹ em cũng không có la, không có chửi em gì hết. Mẹ em đi rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm dành dụm á là 40 triệu, mẹ em đưa cho em và em đi trả nợ hết. Và tới tận thời điểm bây giờ em cũng chưa có hoàn trả lại số tiền đó cho mẹ em. Chia tay người đó xong là người đó để cho em ôm nợ luôn. Dạ đúng rồi chị. Và cũng nhờ cái dịp đó mà gia đình em cũng cơm ao với gia đình em được luôn, đúng không? Dạ đúng rồi. Và thật sự từ thời điểm đó đến bây giờ luôn, thành ra là ba mẹ em rất là buồn, không được thiện cảm đúng với được. Dạ, đúng những rồi. Cái người mà em quen, đặc biệt là những người trong cộng đồng, đúng không? Dạ, nên thành ra là chị biết không, em ngại tới nỗi mà em không bao giờ dẫn bạn bè đi với nhà em chơi. Dạ. Cho chị hỏi cái Đạt, em đã giới thiệu với gia đình em chưa? Dạ chưa, em chưa có giới thiệu anh Đạt với gia đình của em. Rồi khi mà cái chương trình này phát sóng thì em nghĩ như thế nào, mẹ có coi không? Thì em nghĩ nó bình thường. Tại vì em nghĩ là có hay không nó cũng... No, em biết cái tên của chương trình là gì không? Vì yêu mà cưới. Ok. Dạ. Vậy thì nó không có bình thường chút nào nếu mà em không có chuẩn bị sẵn tinh thần, trong khi gia đình đang bị tổn thương rất lớn vì cái người yêu cũ của em. Thế thì em phải có một phương án nào nó khả thi hơn trước khi phát sóng. Thật sự anh Đạt là người giúp em mở cái quán dim sum đó, cái quán dim sum ở quận 4. Dạ. Tại vì anh thấy em á là đi làm không có được, rồi chạy tới chạy luôn nó cũng mắc công, thành ra ảnh giúp đỡ cho em. Và anh nói rằng á, anh giúp đỡ em, thành ra em đừng có nghĩ về vấn đề tiền bạc, đừng có nghĩ gì hết. Thành ra hai đứa mình cùng bán với nhau, thành ra đừng có nghĩ gì hết. Đạt cũng đã giúp em rất là nhiều. Nếu mà nói về em chưa come out thì nó còn khó, còn em đã come out rồi là dễ hơn. Vì em đã tìm được một người khác xứng đáng hơn là thứ nhất. Dạ, đúng rồi. Và giúp đỡ em trong công việc, và rõ ràng bây giờ em có việc công an, việc làm ổn định mọi thứ, thì chị nghĩ nó không quá khó để thuyết phục gia đình em. Dạ.
Nhưng mà theo Đạt nghĩ là mẹ của Chí đã biết rồi. Biết rồi. Tại vì có chụp hình chung đăng Facebook cái này cái kia cũng đã biết rồi. Nhưng mà mình chưa có dịp gặp gỡ. Vẫn muốn Chí tự miệng nói đó. Dạ đúng rồi. Nghĩ là vậy. Rồi ok, thôi bây giờ là hai bạn đã ở dọn về với nhau ở được hơn 6 tháng rồi đúng không? Dạ. Thì là ở nhà chung nhà của Đạt. Dạ. Tới một cái khúc hấp dẫn nhất của chương trình. Rồi bây giờ tật xấu của nhau. Rồi xin mời Đạt trước đi. Chí hả? Tật xấu là thích nấu ăn ở nhà. Mà nhất là bài. Đạt thì gọn gàng, mình đâu vô đó. Tại vì mình làm spa mình lúc nào mình cũng gọn. Giống như cái bịch nè, cắt da. Thường thường là dục vô không giác hông đâu. Dục lên cái bàn, bên đây thì chiên. Đó. Nó sẽ không có là giống như cái dụ. Giả bộ mình làm đồ ăn cái gì là mình dục vô không gian. Nó là mình dọn tới đó đó, em thì không có. Nó làm xong rồi nó dọn là bắt đầu từ ở trên mình đi xuống. Thấy nó làm đồ ăn mình cũng muốn vô coi. Vô coi là thấy bay nhảy luôn. Giống như mình làm cái nào mà mình phải dọn vô cái chỗ đó liền. Xong rồi mình bên đây mình làm nó sẽ gọn gàng, nó sạch sẽ hơn. Cái điều thứ hai là cái điều nhõng nhẽo. Đụng một cái là nhõng nhẽo, giống như là mới cái buổi mà quen nhau kỷ niệm 1 tháng sao không nhớ, kỷ niệm 2 tháng sao không nhớ, kỷ niệm 3 tháng sao không nhớ. Em là con gái, em tự mặc định em là con gái luôn. Em tự mặc định em là con gái luôn nên em phải nhõng nhẽo. Sao không kỷ niệm từ tuần luôn đi. Nó kỷ niệm 1 tháng đó. Kỷ niệm. Ai mà nhớ cho nổi. Em bắt buộc, em cũng thích, em phải vậy. Tại vì tính em là, em thích rầm rà lắm. Tính em là thích dạng như là lằng hoàng vậy lắm. Tính em là cung đình. Kiếp trước là cung nữ. Kiếp trước là cung nữ đó. Đó, phải có lễ nghi. Tháng này lễ gì cho chị, tháng sau lễ gì cho chị. Thiếu một lễ đi chết chứ chị. Thiếu một lễ đi chết chứ chị. Rồi tiếp đi cưng, còn gì nữa không? Ngủ ngái cực kỳ. Ơi. Nhiều lúc mà nó ngủ mà mình bập miệng nó luôn. Bập miệng nó ngồi nó ngủ ngái rất là ghê. Có kỳ đó là đi với sư thầy là đi 4 người An Giang. Lúc đó là chưa quen nhau, bắt đầu là mới có cảm tình thôi. Lúc đó mới ngủ trên xe, thầy thì ở trên, Đạt với nó thì ở dưới, nó ngủ vô người mình. Ngái sư thầy giật mình hả? Nó ngái rất là lớn mà mình không thể tưởng tượng được. Trời ơi, ngái tới thầy giật mình luôn. Trời ơi. Đối với tình cảm của hai người thì ghen tuông này kia được đó. Ghen dữ không? Khúc đầu thì ghen dữ lắm, khúc sau thì quăng điện thoại lắm, muốn kiểm tra gì kiểm tra. Đúng rồi chị, tại vì xung quanh ảnh lúc nào cũng toàn là người đẹp. Vì đặc trưng nghề nghiệp mà. Dạ. Nhưng mà có nhiều lúc mấy cái bạn mà trên Facebook cũng có nhắn tin, hỏi thăm cái này cái kia thôi. Bạn lóc luôn. Em lóc luôn, em không cần trả lời. Không cần biết, nhiều lúc có mấy đứa bạn mà hỏi thăm mình thôi, nó chỉ thấy là người ta hỏi, ủa anh Đạt khỏe không? Không biết bạn trên Facebook quen biết hay không, nó lóc luôn. Cái bạn, ủa Đạt mày làm gì mày, người ta gọi mình, ủa mày làm gì mày lóc tao, giờ mày điên hay gì vậy? Nó nói, ủa tao có lóc mày đâu. Tao nói, dạ, tao biết rồi. Cái bắt đầu cũng hẹn người ta ra xin lỗi. À vậy hả? Đó, em kể tội đi em. Ảnh hả chị? Nhiều lắm. Thật sự lúc về ở chung nhà, lúc mà còn gặp nhau thì chưa có biết. Nhưng mà khi mà về ở chung nhà, nó có nhiều thứ mà em không thể nào chấp nhận được luôn. Có một lần đó là ảnh buồn ngủ, cái tật của ảnh đó nha, là ảnh ngủ á là ảnh phải ngủ đi, ảnh ngủ liền, có nghĩa là trễ một chút xíu á là ảnh nổi quạo hoặc là ảnh chịu không được. Thí dụ như ảnh buồn ngủ bây giờ hả, chạy xe về để ngoài đường ảnh cũng ngủ ngoài đường được luôn đó. Thành ra là ngủ là bất chấp luôn, ngủ là không làm gì hết. Nhiều lúc em tức á, nhiều lúc cái mà buồn ngủ không em tức á, em hỏi chị 1-2 giờ khuya giờ đó mà ngủ cái gì, 1-2 giờ khuya giờ đó mà ngủ cái gì, mà ảnh vẫn buồn ngủ, anh vẫn ngủ á. 1-2 giờ khuya mà không ngủ thì em, nhưng mà mặc định em không cho ngủ, giờ đó em không cho ngủ, em bắt thức đó 1-2 giờ khuya là em bắt thức đó. Em ơi, cái đấy là tật xấu của em, không, chứ nó không phải tật xấu của không à. Nghĩ là tật xấu của ảnh á. Không, đối với cả thế giới luôn là tật xấu của má hết đó. 1-2 giờ khuya không ngủ làm cái gì mẹ? Em làm 1-2 giờ khuya không ngủ làm cái gì mẹ? Em làm cái gì giờ đó? Trời ơi trời, em thức gì đó, nhiều lúc em quần em thức gì đó. Theo em giờ nào giờ ngủ? 3-4 giờ sáng em cho ngủ quá. Rồi mấy giờ anh thức dậy đi làm? Chắc 11 giờ chưa. Rồi thất nghiệp hết trơn luôn. Trời ơi, dạ. Cái gì kỳ vậy? Rồi tiếp đi. Dạ, sao rồi bắt đầu cái có lần em đi chơi buồn ngủ quá, cái ảnh nói là thôi đi về em, anh buồn ngủ quá rồi đi về. Cái tự nhiên đang chơi vui vậy đó cứ đi về, cái em mới nói là thôi trong túi em có chai dầu nè, anh xức dầu vô con mắt của anh đi là một chút anh hết buồn ngủ. Trời, em đâu có biết đâu chị, cái em mình lo sức thiệt luôn, mình lo mình đi cái sức thiệt luôn. Trời ơi, nước mắt nước mũi khóc vậy nè. Em nói ủa anh này đâu phải Du Lan đâu mà anh cảm động vậy. Anh cảm động vậy cái hả? Đây đâu phải ngày Du Lan anh cảm động vậy. Cái em mới nói là không có, anh nghe lời em mới lấy dầu xức vô con mắt á để cho nó không buồn ngủ. Trời ơi Quỷ thần ơi, anh chưa thấy Đạt có cái gì xấu luôn đó chứ. Anh thấy em ác lắm luôn chứ. Em phải là cung nữ bình thường.
Em đi chùa để mà giải nghiệp phải không chị? Đúng rồi. Đi vô làm công quả là để giải nghiệp đó. Trời ơi. Cái này là hồi xưa mà cung nữ mà đi giật chồng của mấy bà phi đó. Là gài mấy ông vua là má này nè. Đó bây giờ. Cái này là chỉ có vào lãnh cung thôi chứ không có tha. Còn cái tật không? Xấu nào của Đạt nữa không em? Anh nhấn mạnh là của Đạt. Cái tật xấu em. Nha em. Hồi nãy giờ là em kể của em không mà. Thì nói em của em. Của anh hả ta? Làm vậy anh không có tật xấu luôn á. Anh không, em biết thế, em thấy quay anh cũng có tật xấu, tao tật xấu của em không á trời. Vậy hả? Nếu có là Đạt nghĩ là Đạt coi phim rất là nhanh. Có thể một ba một tay là nghe nhạc, một tay coi phim. Em coi bằng cách nào? Em vô chế độ mà em chỉnh nhanh. Đó là thưởng thức đó hả? Mấy nhà làm phim sẽ rất buồn khi nghe tin này. Đắc kỷ trụ vua người ta 50-50 tập, ảnh coi cho 5 tiếng đồng hồ hết. Lưu ý cái tập này em phải coi chậm nha. Để mình biết mình hay mình dở chỗ nào nha. Đừng có tua nhanh nha. Đối với chị biết khi mà biết em làm spa đó. Và đặc biệt là cho nam nữa. Thì chị nghĩ là em phải ghen nhiều hơn. Em ghen mà em ghen theo chế độ âm thầm á chị. Tính của ảnh á là cái chuyện nào phải ra chuyện đó. Thí dụ như chuyện ngày thứ hai là phải giải quyết ngày thứ hai, không bao giờ để cho ngày thứ ba. Mà em á thì em ghen âm thầm, em nuôi cái hy vọng, em nuôi cái gọi là cái ghen á. Cứ thí dụ như em thấy hôm nay vậy đúng không, em có một cái trong cái điện thoại em có ghi chú á, em đánh số 1 vô, anh Đạt gặp vậy đó, nói chuyện vậy đó, trường hợp thứ hai người ta nhắn tin vậy đó. Cái bắt đầu cái em để khoảng tháng á, em lôi ra lần em giải quyết luôn được. Cái ảnh nói em khùng quá, anh chửi em á là sống vậy hả, anh bực bội lắm, anh không có thích vậy, nên nhiều lúc cũng nổi quạo với em. Dạ đúng rồi. Tại sao trong bữa đó em không giải quyết liền, em không nói anh mà em để vậy? Tại vì em sợ anh bị tổn thương, sợ anh buồn, thành ra là em để cuối tháng làm luôn lần. Thật là đáng sợ. Nhưng mà trí nhớ của Đạt thì hay quên lắm, nó lâu ra là không có nhớ cái chuyện gì. Mà em thì nhớ dai, nhớ rõ lắm. Nhưng mà có khi nào Đạt thấy cái sự ghen tuông của trí làm cho mình quá mệt mỏi không? Có. Nó cũng ảnh hưởng công việc rất là nhiều luôn. Tại vì cái ngành của mình là cái ngành tư vấn cho khách hàng. Nhiều lúc là mình cầm điện thoại là 24/24. Tại vì em đang làm dịch vụ mà. Đúng rồi. Cho nên là dĩ nhiên là cái cách nói chuyện của em nó sẽ khác với những ngành nghề khác. Nó không có thể nào thẳng thừng được. Bản thân chị cũng đã từng làm dịch vụ. Thì chị nghĩ là cái thời gian mình dành cho khách hàng nó là khá nhiều. Đôi khi mình bán một món hàng nhưng mình tư vấn cho người ta nửa buổi chưa chắc người ta đã mua. Đúng rồi đó. Huống chi là cái ngành là đã làm spa là một ngành rất là nhạy cảm nữa. Mà em biết không, nếu mà đã làm spa người ta không có hỏi đơn giản đâu. Người ta hỏi cắt cớ với hỏi thả thính nó hầu như là nó ngang ngửa với nhau. Thì cho nên nếu mà em quá nhạy cảm, em đã yêu tới thời điểm bây giờ và thậm chí là gia đình biết luôn rồi mà em lại quá nhạy cảm trong chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng công việc của Đạt rất là nhiều, trong khi Đạt đã hy sinh cho em quá nhiều nè, nào là công việc rồi mọi tình thứ cảm, tình cảm nữa. Thì chị nghĩ mình cũng phải nương với nhau một chút xíu để có thể mà hòa hợp được, và nó lâu dài nữa cưng. Chứ còn mình cứ khăng khăng như vậy đó, đôi khi nó không phải là một cái hay đâu. Cái việc ghen tuông ở trong tình yêu là chuyện đương nhiên phải có, đúng không? Yeah. Mà nếu nhiều quá nó thể hiện một cái điều rất là rõ là mình thiếu tự tin. Mà khi một người mà thiếu cái sự tự tin nó không còn hấp dẫn đâu. Nếu mà càng ngày càng nhiều quá thì mình ở trong mắt của Đạt đó, nó sẽ không còn là trí của ban đầu nữa. Dạ đúng rồi. Nên em cố giữ cho mình cái sự tự tin đó. Còn chỗ của Đạt thì rõ ràng là Đạt chững chạc hơn và suy nghĩ cũng chín chắn hơn, cho nên là mọi thứ mà Đạt bày cho em á đều nó rất là ok. Thì hy vọng thì em cũng sẽ hiểu được cái điều đó và mình sẽ dung hòa với nhau. Chị thấy được cái background ở Đạt đó là quen một người tới 6 năm lần. Trong khi em đã nói là Đạt đã phá vỡ tất cả mọi thứ mà em đang xây dựng là em phải đề phòng người này người kia, thì Đạt đã phá vỡ được điều đó. Thì lý do gì để em ghen nữa, đã quá tin người ta rồi. Và họ cũng có một mình em thôi thì có gì để ghen nữa. Ở hai bạn thì mong muốn thay đổi điều gì ở nhau? Đạt thì muốn chỉ... cái tính vậy thì nó cũng không có xấu gì, nhưng mà bớt là bớt cái sự mà ghen tuông là, tại vì theo Đạt á thì Đạt nghĩ là Chí là đúng người rồi. Giống như bao nhiêu người khác ở ngoài kia Đạt không biết, nhưng mà đó trong mắt Đạt thì Chí là một người hoàn hảo. Còn ở Chí thì mong muốn điều gì ở Đạt? Sau này mà có dự định tương lai nhiều hơn nữa thì hai đứa sẽ đi du lịch. Em có nói với ảnh rằng là em sẽ ước rằng có một cái đám cưới nó ở ngoài biển, và ảnh đã đồng ý chấp nhận. Ảnh sẽ là người thiết kế nên cái, cái khung cảnh ở ngoài biển đó. Ok, nhớ mời chị với nha, chị mê mấy đám cưới lắm. Còn hơn hết là Đạt cũng là con một nhà nữa, con trai một nữa. Thì hai đứa có dự định là sẽ có con hay sao? Dạ, em cũng nghĩ rằng sau này cũng phải có, nhưng mà phải hai đứa em mới chịu.
Nói chung là bây giờ là cái này là theo ước muốn của chương trình, chứ chị không có ước muốn như vậy. Thì hai đứa có thể hôn nhau để làm một cái động lực cho mọi người được không? Thôi, người ta sắp hôn mà em cười tuột mút ghê lắm. Không, em thích cái giọng cười của chị, rất là thích. Nè em nói thiệt, cái này em rất thích với giọng cười của chị từ không, lúc biên tập nó rất khó chịu với nụ cười của chị luôn. Nó nói rất ồn. Không, em định cài cái giọng cười của chị vô báo thức của anh Đạt á, để mỗi lần Đạt thức em cài vô. Anh thấy em chưa? Em thấy không? Đúng quá. Chị lắm chứ bộ. Thì anh có nói mà anh chút có... xíu chị ghi âm cho. Rồi thế bây giờ, ủa bây giờ định cho bao giờ hôn? Ok. Yeah. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thì thay mặt cho chương trình Lộ cũng có một món quà để tặng cho hai bạn. Hy vọng là hai bạn sẽ tiếp tục hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ. Tặng hai bạn một món quà từ như thế này. Từ chương trình. Dạ yeah, cảm ơn. Cảm ơn chị, cảm ơn Đạt đến với chương trình ngày hôm nay. Yeah. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Love Wins ngày hôm nay. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của Come Out LGBT Việt Nam. Và đừng quên liên lạc vào fanpage Love Wins vì yêu mà cưới. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình của chúng tôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.